Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Chúng ta vừa theo dõi tiết mục đầu tiên khi họ biểu diễn cùng với một cái khung rất là to, và đó là cái đạo cụ bắt buộc của ban tổ chức. Không những chỉ cho tiết mục đầu tiên, mà cái khung đó sẽ là đạo cụ duy nhất được bắt buộc dành cho cả 4 đội của chương trình ngày hôm nay. Và cả 4 đội phải sáng tạo trên đúng một cái khung đó. Và cái khung đó có thể là bất cứ cái gì, tùy vào trí tưởng tượng của mỗi đội. Và thưa quý vị, ngay bây giờ hãy xem cái khung đó nó sẽ thay đổi như thế nào với câu chuyện của đội thứ hai. Đây là một câu chuyện về sự rạn nứt trong tình cảm khi đã trở thành vợ chồng, nhưng tình cảm nó vẫn nhạt dần. Đó chính là lý do vì sao mà có những ca khúc được mang tên là Anh Cứ Đi Đi. Anh cứ à đi vậy đi. Ha. Bài Anh Cứ Đi Đi là nó không có cô đơn, mà nó có một cái tí xíu cái thái độ là đi đi, về là chết với tôi. Đó, cái kiểu đó là đuổi luôn rồi. Chính xác, nó là let it go. Đó, thành thử ra là đi là đuổi rồi. Còn đằng này là vẫn ở với nhau, mà vẫn cảm thấy cô đơn, vẫn cảm thấy khắc khoải, mặc dù là vợ, là chồng. Như vậy thì câu chuyện này sẽ như thế nào? Mời quý vị đến với câu chuyện éo le của Tố Tố. Anh Cường Hàng Lệ nhuộm cho mình cái màu nâu rất là mới, rất là tây, hợp với gương mặt của mình. Sau đó thì mình đã được trang điểm. Mình có nghe lấy thấy mọi người khen là xinh quá, đẹp quá. Người mẫu nhã chốt hướng dẫn cho tụi mình cách đi đứng. Thì mình cảm thấy trước đây mình đi tướng rất là kỳ cục, gù lưng, rồi ngồi xuống là ngồi một cái phịch luôn, rất là vô ý vô tứ. Chưa bao giờ mà mình cảm thấy mình có ba vòng như vậy. Trước giờ là mình là ba vòng một số đo luôn. Trước đây phải đợi thời chụp hình chụp xong rồi về nhà tự mình chỉnh sửa lại cho mặt bất động. Nhưng mà bây giờ thì không cần nữa, mà có thể tự tin bước vào và tạo dáng. Và mình tự hứa với bản thân mình không bao giờ để mình mập lại một lần nào nữa trong cuộc đời của mình. Mình lúc nào cũng phải đẹp, phải tự tin. Người nỡ quên đi những lời thì thầm cùng năm tháng, cùng nón yêu suốt đời. Yêu mãi chỉ em thôi, vì em luôn tin điều gian dối. Làm sao dễ quên, nén yêu thương vào tim, vui trong những tháng. Thưa quý vị, phải nói là một phần trình diễn rất là đầu tư, từ khung ảnh rồi tới ảo thuật, nói chung là sáng tạo quá mà vẫn đông đầy cảm xúc. Thưa quý vị, nếu như chúng ta yêu thích tiết mục này, xem giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất tuần, hãy bình chọn BN khoảng cách 02 gửi về 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Còn bây giờ, xin mời John. Cái bài này có nhiều cái hay và nhiều cái lạ. Anh rất thích cái phần đầu, lúc tụi em bắt đầu xong mình hạnh phúc với nhau, sau đó phùm, mình thay đổi cảm xúc, cái đó rất là đẹp. Một cái nữa anh rất thích cái sự sáng tạo với cái đầu cũ, cái cách tụi em sử dụng và di chuyển cái đầu cũ nó rất là hay. Cái bưng bê Lộc làm với Tố lúc xoay qua xong cái chân của em lên cái khung hình, nhiều cái hay. Nhưng anh cũng hơi tò mò một chút xíu, anh chưa rõ cái đầu cũ là cái gì trong cái bài này. Rồi, thật ra Thành cũng muốn hỏi thiệt. Yeah.
Nửa dưới là cái khung hình á anh, còn nửa trên là tái diễn lại cái cảnh em với chồng của em đó. Thưa quý vị, bên trên là không gian để diễn tả lại câu chuyện hiện hữu đang xảy ra, còn bên dưới là bức tranh kỷ niệm. Dạ, ở trên thấy là live show, còn dưới nó là offline. Dạ, nó lạ lắm, nó hơi trừu tượng, quý vị cố tưởng tượng ra một tí. Lạ thì không phải là mỗi lần nếu mà mình có một cái đầu cụ thì nó phải có một cái ý nghĩa, có thể mình sử dụng cho nó nghệ thuật thôi. Nhưng đối với anh là anh mong muốn một cái gì ý nghĩa và sâu hơn với cái đầu cụ. Tại vì cái bài này vốn gì là nó rất là sâu đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà cũng đâu có thể là không thành công được đúng không John? Không. Chỉ hơi tiếc thôi đúng không? Hơi tiếc vậy thôi. Nếu mà nó có một cái gì rõ hơn và tụi em có một cái câu chuyện gì với cái bài và cái đầu cụ đó, anh sẽ đánh giá cao. Nói chung là cái công nghệ ứng dụng của tụi em vào cái đó nó hơi cao cấp á. Còn anh Hưng thì anh sao ạ? Anh thấy thì chọn nhạc là hay nè. Anh thì anh cảm nhận được câu chuyện của tụi em là một thứ hạnh phúc giả vờ. Lộc đưa tay giống như là van xin cái tình yêu, hoặc muốn giải thích gì đó với vợ mình. Thì cô kia thì cũng muốn xua đi tất cả mọi thứ. Anh thích động tác tụi em quay cái đầu vào trong cái khung hình á, em xoay thì đó nó rất là đau. Nó là những mũi đinh nó xoáy vào trong tâm hồn nhau. Nếu mà anh sẽ vẽ cái hình đám cưới của tụi em ở phía dưới và đốt cháy đi, cũng là một cách để người ta dễ hiểu nhất. Anh vẫn thích cái tiết mục này. Chúc mừng tụi em. Vâng, xin cảm ơn anh Hưng. Đúng là có vẻ nếu như chúng ta làm theo lời của anh thì sẽ hiệu quả hơn. Một bức ảnh rõ ràng là hình cưới nha, người ta sẽ dễ hình dung hơn nhiều. Còn Phạm Hương thì sao? Khi mà hai bạn bước ra thì thực sự là hai bạn rất là đẹp, rất là hạnh phúc và rạng rỡ. Khi với cái thể loại ra đương đại thì từ đầu tới cuối thì các bạn cho người khác cuốn vào cái cảm xúc của hai bạn rất là nhiều. Vì hai bạn thể hiện cái đó rất là đẹp, rất là đồng đều với nhau. Tuy nhiên thì cũng giống như anh John Huy thì hai anh em xem có hỏi là cái bức tranh này nó mang cái ý nghĩa là gì, cái khung hình, cái bức tranh hay là một ngôi nhà. Thực sự là hai anh em rất là tò mò và nói chuyện với nhau và không hiểu rằng là hai bạn muốn biểu đạt cái nội dung gì qua chiếc khung hình đó. Nhưng mà có rất là nhiều những cái chi tiết bất ngờ làm cho người khác thấy rằng là nó thú vị khi các bạn di chuyển khung hình đó, đứng, nằm, lôi kéo. Và bên cạnh đó là một cái cao trào được đẩy lên là khi các bạn đốt cái khung hình, cái bức tranh đó đi. Nó có rất là nhiều những cái chi tiết tuyệt vời và giải trí cho khán giả. Chúc mừng hai bạn. Xin cảm ơn sự bình luận của các vị giám khảo. Thành tin chắc là mỗi người sẽ có cách cảm nhận nghệ thuật riêng của họ. Đúng là nếu mà có bức ảnh cưới thì dễ hình dung hơn thôi. Chỉ hơi tiếc là đây là vòng đầu cụ nên chúng tôi hơi xét nét một tí về cái đầu cụ thôi. Hy vọng nó cũng không làm mất nhiều điểm của các bạn. Trước tiên là xin mời John. Nói bài hay, chi tiết một chút xíu. 9 điểm. Phạm Hương. Phạm Hương rất là cuốn hút với lại cảm xúc cũng như biểu đạt của hai bạn trong bài này. Nên Phạm Hương cũng xin cho hai bạn 9 điểm. 9 điểm. Và anh Đăng. 9 điểm. Cả ba vị giám khảo đều là 9. Một lần nữa xin chúc mừng cho Tố Tố và Đình Lộc. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.